Hi, xin chào các bạn, và hiện tại Quyền đang có mặt tại bàn trải nghiệm của Xiaomi. Và hôm nay thì có rất là nhiều bạn đã comment yêu cầu Quyền cập nhật giá dòng điện thoại của Xiaomi. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ đáp ứng đề nghị đó. Và Quyền sẽ cập nhật giá ngay đây thôi cho các bạn xem dòng điện thoại Xiaomi tại thế động và điện máy xanh. Xiaomi Redmi 9A với mức giá hiện tại là 2.490.000 các bạn. Dòng điện thoại đầu tiên của Xiaomi có mức giá rẻ nhất đó là Xiaomi Redmi 9A với mức giá hiện tại là 2.490.000. Đây các bạn, sẽ có hai màu các bạn nha. Hiện tại tại shop là màu đen và màu xanh. Chúng ta sẽ có một màn hình là 6.53 inch, độ phân giải là HD+, và sử dụng con chip là Helio G25, RAM thì 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Camera chính là 13 megapixel, camera phụ là 5 megapixel, và camera phụ là tức là camera selfie các bạn nha, tại vì phía sau chỉ có một cam thôi. Và pin là 5000 mAh. Với mức giá 2.490.000, Xiaomi Redmi 9A. Redmi 9C thì chúng ta sẽ có mức giá hiện tại phiên bản 3GB, bộ nhớ trong 64GB là 2.990.000 các bạn nha. Ba màu để lựa chọn, màu xám, xanh và cam. Đây là Redmi 9C. Về cấu hình thì quá là quen thuộc rồi. Chip là Helio G35, RAM thì 3, bộ nhớ trong là 64. Camera thì chúng ta sẽ có 3 cam phía sau, 13 megapixel, 2 camera phụ là 2. Pin thì 5000 mAh. Chúng ta sẽ có màn hình là 6.53 inch, độ phân giải là HD+ các bạn nha. Ok. Và tiếp theo cũng là cái máy Quyền đang cầm luôn, đó là Redmi 10 464GB. Chúng ta sẽ mức giá là 3.990.000 thôi các bạn. Đó, đây là Redmi 10 các bạn nha. 464GB. Màn hình thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.5 inch, độ phân giải là Full HD Plus, và sử dụng con chip là Helio G88. Mình đã test các bạn nha, G88 cũng rất là ok chứ không đến nỗi nào đâu. Về RAM thì 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Camera selfie là dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình thế này luôn các bạn, cũng rất là đẹp, là 8 megapixel. Pin của máy là 5000, pin máy là 5000 nha, và hỗ trợ sạc 18W. Về camera phía sau thì một cụm camera cũng khá là hầm hố, gồm có 4 cam. Độ phân giải camera chính chúng ta sẽ có là 50 megapixel, camera phụ nhất là 8 và 2 camera còn lại là 2. Đây là nét các bạn nha, mặt sau bóng bộ loáng như thế này, lấp lạp lánh, với mức giá hiện tại là 3.990.000 biên bản 464GB các bạn nha. Các bạn đang quan tâm dòng sản phẩm này thì có thể truy cập ngay website thế giới động.com và điện máy xanh.com để chúng ta có thể tham khảo chính xác về mức giá và cũng như trình khuyến mãi hiện tại của dòng điện thoại Redmi 10 các bạn nha. Và đây là dòng điện thoại mà hôm nay Quyền nhận được rất là nhiều lời yêu cầu về cũng như mức giá nè, review về cấu hình nè. Có rất là nhiều bạn hỏi về dòng điện thoại này. Đây là Redmi Note 11 các bạn, rất là tuyệt vời. Quyền đang cầm trên tay, đây là phiên bản màu đen các bạn nha. Redmi Note 11 thì chúng ta sẽ có 3 phiên bản bộ nhớ, đó là bộ nhớ Note 11 464GB, 4/128GB và 6/128GB. Trong đây có một phiên bản đặc biệt, đó là phiên bản là 6/128GB, chỉ bán duy nhất tại thế giới di động và điện máy xanh thôi các bạn. Độc quyền hai bạn nha. Mức giá lần lượt của ba phiên bản là 464GB thì chúng ta sẽ có mức giá là 4.690.000. Phiên bản 4/128GB có mức giá là 4.990.000, và phiên bản cuối cùng, phiên bản đặc biệt là 6/128GB có mức giá là 5.490.000 các bạn ha. Quyền sẽ nói về cấu hình của máy này thì chúng ta sẽ có một chiếc Redmi Note 11, viền thì chúng ta sẽ có một cái cạnh viền cầm vô các bạn cảm giác là vuông nha, vuông, nhưng mà nó sẽ bo cái mặt lưng, nó sẽ có cảm giác bo cái mặt lưng như thế này. Đó,
để hạn chế cái việc mà chúng ta bị cấn tay các bạn. Đó. Màn hình của máy sẽ trang bị màn hình là 6.43 inch, độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng chip của Mỹ là Snapdragon 680 các bạn nha. Đây con chip 680. Chip của Mỹ ha, 680. Chúng ta sẽ có tần số quét của màn hình lên đến là 90 Hz các bạn nha. Và điều đặc biệt nữa, máy trang bị viên pin lên đến là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh Pro 33W. Tuyệt vời. Tuyệt vời, quá là tuyệt vời luôn. Về camera thì chúng ta sẽ có một camera selfie đục lỗ nằm phía trong màn hình thứ hai với độ phân giải lên đến là 13 megapixel. Ấm em chưa? Chưa dừng ở đó, camera ở phía sau chúng ta sẽ có 4 cam. Độ phân giải camera chính là 50 megapixel, cam phụ thứ nhất là 8 và hai cam phụ còn lại là 2 megapixel và một đèn LED các bạn nha. Mặt sau nó cả nhám các bạn nha. Đó, rất là đẹp. Máy cầm cũng rất là vừa tay luôn các bạn, nó không to quá mà cũng không nhỏ quá. Nó phù hợp cho chúng ta sử dụng, phù hợp tay chúng ta, vừa dạng tay, không quá lớn, không quá nhỏ. Đó, rất là ok. Máy này thì quyền cảm giác là nước rất là mượt các bạn. Cũng rất là mượt. Với mức giá hiện tại thì chúng ta sẽ có lần lượt là 4.690, 4.990 và 5.490.000. Tại Thế Động Điện Máy Xanh còn có rất là nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho dòng sản phẩm Xiaomi Redmi Note 11 này. Hãy truy cập ngay website thegioidong.com và dienmayxanh.com để chúng ta có thể tham khảo chính xác mức giá và cũng như chương trình khuyến mãi hiện tại của dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 các bạn nha. Và đây là dòng điện thoại Note 10S 8GB, bộ nhớ trong 128GB các bạn, 6.490.000 và hiện tại đang có chương trình là góp 0% lãi suất chúng ta. Dòng điện thoại này ra cũng lâu rồi nhưng mà hiện tại vẫn còn hot các bạn nha. Có rất là nhiều bạn đang tìm những dòng sản phẩm này để mà mua đó các bạn. Tại vì sao? Vì dòng sản phẩm này sử dụng rất là ok và giá thành cũng hợp lý. Máy trang bị màn hình 6.43 inch, độ phân giải là Full HD LED và sử dụng con chip của MediaTek đó là Helio G95 8 nhân, RAM 8, bộ nhớ trong 128GB. Chúng ta sẽ có một camera selfie với độ phân giải là 13 megapixel, dạng đục đổ nằm phía trong màn hình như thế này cũng rất là đẹp. Pin là 5000 và sạc nhanh là 33W, không cần phải cự cãi bàn tán gì nữa rồi với tốc độ sạc này. Về camera phía sau sẽ có 4 cam. Camera chính độ phân giải là 64 megapixel, phụ thứ nhất là 8 và hai camera phụ còn lại là 2 đèn LED kế bên các bạn nha. Mặt sau là dạng bóng, bóng thật là bóng đó nhưng mà vẫn để lại dấu vân tay. Bo tròn các bo cong các cạnh các bạn nha, rất là đẹp. Máy cầm không quá là nặng cũng không cấn tay, nói chung là sử dụng rất là ok. Với dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 10S 8GB 128GB, bộ nhớ trong là 6. Bộ nhớ trong 128GB. Đó, giá là 6.490.000. Nói lắc liệu lưỡi luôn các bạn. Rồi, thì các bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm này thì có thể truy cập ngay website thegioidong.com hoặc dienmayxanh.com để chúng ta thể tham khảo thêm chính xác về mức giá và chương trình khuyến mãi nha. Có hỗ trợ góp 0% lãi suất cho chúng ta luôn. Các bạn cứ yên tâm, không cần gây án đâu, trả trước tầm khoảng 30% giá trị của máy là hút em nó về rồi. Nhớ đem giấy chứng minh theo các bạn nha. Đây là dòng Note huyền thoại các bạn. Rồi, huyền thoại hết pin. Đây là Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8 128GB, 7.490.000. Đây là một trong những dòng máy mà cũng rất là nhiều bạn săn đón dòng máy này. Màn hình thì chúng ta sẽ có một màn hình là chơi game cực đã luôn á, đó là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD Plus luôn, rất nét. Chip thì sử dụng chip Mỹ các bạn, đó là chip Snapdragon 732G 8 nhân, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Về camera thì chúng ta sẽ không cần phải bàn tới về camera chính ở phía sau lên đến là 108 megapixel, camera phụ nhất là 8, cam phụ còn thứ hai là 5 và cam phụ còn lại là 2. Camera selfie với độ phân giải lên đến là 16 megapixel, pin là 5020 mAh và hỗ trợ sạc 33W với mức giá hiện tại chỉ
7.490.000 thôi. Rất là tuyệt vời. Hiện tại còn rất là nhiều bạn đang săn đón dòng sản phẩm này luôn. Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128GB. Hỗ trợ góp 0% lãi suất luôn các bạn nha. Xiaomi 11 Lite 5GNE thì chúng ta có mức giá là 9.490.000 và đang được giảm 400.000 các bạn, hoặc chúng ta lấy phiếu mua hàng 600.000 để mua hàng tại Bách Hoa Xanh. Có chương trình góp 0%. Nếu ngán tiền thì chúng ta mua góp thôi, đang có hỗ trợ góp 0% lãi suất mà, ngại chi mà không mua, đúng không các bạn? Và chúng ta sẽ có màu đen, màu gọi là màu hồng, và ở dưới đây là có màu xanh các bạn nha. Hiện tại tại shop còn có 3 màu để chúng ta lựa chọn luôn. Về cấu hình thì Quyền sẽ nói sơ qua về cấu hình nha. Màn hình là 6.55 inch, độ phân giải là Full HD Plus, và chip của Mỹ đó là Qualcomm Snapdragon 778G 5G 8 nhân, RAM 8, bộ nhớ dòng 128GB. Camera phía sau sẽ có 3 cam, các bạn nhìn kỹ nha, sẽ có 3 cam với độ phân giải là 64 megapixel. Camera chính, camera phụ thứ nhất là 8 và camera phụ còn lại là 5. Camera selfie là 20 megapixel, dạng đục lỗ trong màn hình, pin 4250 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 23W. Đó, bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Máy rất là mỏng, rất là đẹp. Vì Quyền cũng làm review dòng sản phẩm này rồi thì các bạn có thể xem lại video của Quyền nha. Máy cực kỳ đẹp, mỏng luôn, sang trọng. Tiếp theo là Xiaomi 11T 128GB 10.990.000 và đang có chương trình giảm 600.000 đồng, hoặc chúng ta lấy phiếu mua hàng 900.000 để mua hàng tại Bách Hoa Xanh. Bảo hành 24 tháng, góp 0% lãi suất. Máy sẽ trang bị màn hình là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip là Dimensity 1200 8 nhân, RAM 8, bộ nhớ trong 128GB. Camera chính phía sau thì chúng ta sẽ có một camera chính với độ phân giải lên đến là 108 megapixel. Camera phụ thứ nhất là 8, một camera phụ còn lại là 5. Camera selfie là 16 megapixel các bạn nha, dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình, pin 5000 và hỗ trợ sạc lên đến là 67W. 10.990.000 giảm 600 thì 10.390.000 các bạn nha. Có hai màu lựa chọn, màu trắng và màu đen. Và phiên bản 256GB thì chúng ta có mức giá là 11.990.000 các bạn nha. Bản 256 thì shop Quyền có thêm cái màu xanh tím, màu tím đó bạn, gọi là màu tím tím á. Và còn em chùm cuối đó là 11T Pro với mức giá là 14.990.000, bảo hành 24 tháng, góp 0% lãi suất. Thì về cấu hình thì không cần phải bàn tới ở cái M11T Pro này. Màn hình là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng chip Mỹ là 8 8 nhân, RAM 12, bộ nhớ trong 256. Camera selfie là 16, pin 5000 và sạc cho đến là 120W, sạc tóc tùng tọc. Camera chính phía sau lên đến là 108 megapixel đó bạn. Phụ là 2 cam, cam thứ nhất là 8 và cam phụ còn lại là 5. Có hỗ trợ góp 0% lãi suất luôn nha các bạn nha. Bạn đã quên vừa cập nhật giá của dòng điện thoại Xiaomi tại Thế Động và Điện Máy Xanh cho các bạn xem. Thì rất mong video này sẽ mang lại hữu ích cho các bạn, giúp các bạn có một video tham khảo về mức giá của dòng điện thoại Xiaomi và chương trình khuyến mãi các bạn nha. Các bạn hãy truy cập ngay website thegioidiđộng.com để chúng ta có thể tham khảo chính xác hơn về mức giá và cũng như chương trình khuyến mãi của dòng điện thoại Xiaomi tại website thegioidiđộng.com và điệnmaysanh.com các bạn nha. Và là cuối, Quyền xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong năm 2022 này. Và đừng quên để lại cho Quyền xin một like, một đăng ký kênh và những lời bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này. Các bạn muốn Quyền review dòng sản phẩm nào hay có những câu hỏi nào thì cứ đặt câu hỏi dưới video này các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.